Nếu với kinh nghiệm bạn ấy đã có, em nghĩ là có thể gần với Sapling nhiều hơn trong việc phát triển thị trường. Nếu em muốn phát triển một cái mảng thị trường mà có thể rất là lớn, công ty của anh hiện nay là nhỏ nhất trong những công ty ở đây, mà cái tiềm năng nó rất là lớn. Với một cái vị trí mới và em cũng chưa chứng minh được bản thân là đã làm gì cho doanh nghiệp, thì em cũng không có ý kiến quá nhiều về mặt mức lương khi sếp offer ban đầu. Kênh B2B cũng là một cái mảng rất là lớn. Dạ. Thì cái mảng đấy nó còn nhiều hơn gấp nhiều lần cái doanh số hiện nay của công ty. Thì chính vì nó khó mới cần những người năng động như em về để làm. Thực sự là em vẫn đồng ý làm vì em biết được là cái khả năng của em cố gắng được tới đâu để đáp ứng với cái mong muốn của sếp đó. Quyết định của em như thế nào? Hỏi một câu khác, không phải hỏi bạn, hỏi MC. Ôi giời, dạ vòng này có bấm được nút vàng chưa? Dạ bấm thoải mái nếu anh muốn ạ. Cơ hội vàng, xin chúc mừng bạn. Sapling lập tức lùi lại. Tôi thì cứ tưởng là Sapling sẽ vẫn chọn đèn xanh để trong trường hợp là nếu như mà bạn deal với Sếp Dũng không thành công, bạn sẽ vẫn có thể chọn Sapling. Tôi thấy trong trường hợp này bạn là một người mà nếu với kinh nghiệm bạn ấy đã có, em nghĩ là có thể gần với Sapling nhiều hơn trong việc phát triển thị trường. Không, em trước khi ở đèn đỏ em đã quay sang nhìn anh Dũng rồi. Không khả năng bạn không, ấy chụp anh Dũng đâu. Đèn đỏ là vì thế đấy. Nếu trong trường hợp mà deal giữa anh Dũng và bạn Trinh không thành công thì vẫn còn sếp Tiến ngồi kia, người luôn lặng lẽ nhưng chơi chiến thuật kiểu xả lũ. À, kiểu benefit xả lũ ào phát không thể nào cưỡng lại. Bây giờ là toàn quyền của anh Dũng, xin mời anh deal 1-1 với bạn Trinh. Tức là để mà một vị trí manager thì cần phải có thử thách. Thì anh offer ban đầu vị trí là chuyên viên cao cấp phát triển thị trường, thì có thể đấy là thị trường GT hoặc là B2B, thì cái đấy là mình bàn cụ thể. Nhưng mà hai thị trường đấy là gần như là chắc chắn. Mức lương thì anh offer ban đầu, đây là mức lương ban đầu thôi, là 23 triệu. Còn sau này mức lương thế nào là tùy vào cái năng lực của em. Còn như bên anh ấy là làm thì từ thứ hai đến thứ sáu, nghỉ thứ bảy chủ nhật, đồng phục thoải mái, mặc gì cũng được. Thì nhìn anh là biết là không có đồng phục, giờ đến giờ về không có chấm, miễn em làm được việc. Thứ ba nữa là tất cả những ngày gì trong năm mà tìm ra là ngày lễ đều có thưởng. Hiện nay như có 16 cái ngày thưởng, thưởng toàn công ty. Đấy là những cái ưu đãi nhỏ thôi. Thì nếu em muốn phát triển một cái mảng thị trường mà có thể rất là lớn, công ty của anh hiện nay là nhỏ nhất trong những cái công ty ở đây, nhưng mà cái tiềm năng nó rất là lớn. Đấy thì lựa chọn là của em. Đấy là offer từ phía sếp Dũng. Và em thấy mức lương đấy có thỏa đáng chưa? Em có thể deal thêm được vì đây là cơ hội vàng 1-1 mà. Đây là kênh riêng được thiết lập giữa hai người, nên là em hoàn toàn có thể deal thêm về mức lương với sếp Dũng nếu em muốn. Dạ, thật ra thì với một cái vị trí mới và em cũng chưa chứng minh được bản thân là đã làm gì cho doanh nghiệp, thì em cũng không có ý kiến quá nhiều về mặt mức lương khi sếp offer ban đầu. Mà em sẽ chứng minh được là mình có thể làm gì, và sếp nếu muốn giữ em lại thì có thể làm việc lại với em về khúc sau chẳng hạn, nếu mà em làm tốt. Cho em hỏi là cái mức lương 23 triệu này thì nó bao gồm những cái gì rồi, hay là lương cứng hay là hoa hồng hay như thế nào? Nó là lương cứng, lương cứng. Lương cứng à? Lương cứng. Dạ nó rồi, lương cứng. Ok. Lương tối thiểu. Ví dụ như em nghĩ là em làm kênh GT thì chắc chắn sẽ có đi công tác nhiều. Tất cả chi phí công ty sẽ chịu hết. Hiện nay sếp Tiến thì đang cố gắng một cách tuyệt vọng để chỉ vào bản thân. Dạ, em cũng rất vui vì hôm nay được hai sếp chọn. Cái cơ hội vàng nó đến sớm hơn thì cũng chưa có được có thêm những cái đề nghị khác từ sếp Tiến, em cũng hơi tiếc. Dạ. Không trước. Dạ. Nào, bây giờ em quyết như thế nào? Một là em có thể trao đổi thêm với sếp Dũng nếu em muốn. Dạ. Hai là em có thể chọn sếp Dũng luôn, thì là đấy là đương nhiên rồi, tại vì đây là quyền của em và sếp Dũng khi mà sếp Dũng dùng cơ hội vàng. Và nếu như trong trường hợp rất tiếc là nếu em không có thể đáp ứng được, em từ chối cơ hội vàng này, thì lúc ấy em sẽ bước sang phần là deal với sếp Tiến như bình thường. Cho em hỏi thêm về cái mục tiêu của em khi mà làm việc ở với cái vị trí mà sếp mong muốn, thì cái mục tiêu của em, sếp muốn em đạt được á, nó cụ thể như thế nào chưa ạ? Mình có thể nói một vài nét ạ. Thực ra cái kênh GT vẫn là chiếm đến 70%, hơn 70% thị trường. Hiện nay bọn anh mới phát triển thôi. Kênh B2B cũng là một cái mảng rất là lớn. Thì cái mảng đấy nó còn nhiều hơn gấp nhiều lần cái doanh số hiện nay của công ty. Đấy, cái mảng rất là tiềm năng nhưng nó cũng rất là khó, không có dễ. Vì những mảng như kênh siêu thị của anh phát triển rất là tốt rồi. Thì chính vì nó khó mới cần những người như em, năng động như em về để làm. Thực sự là trước giờ em đều làm ở những cái công ty nhỏ, startup từ ban đầu hết. Và thật ra là bắt đầu là con số 0 hết, chưa có cái gì cả.
và em vẫn đồng ý làm vì em biết được là cái khả năng của em cố gắng được tới đâu để đáp ứng với cái mong muốn của sếp đó. Quyết định của em như thế nào? Dạ, em chọn sếp Dũng. Quy định quan trọng nhất của chương trình đó là mức offer có bằng hoặc hơn mức lương kỳ vọng mà bạn đưa ra hay không. Giới thiệu tới các sếp và quý vị mức lương kỳ vọng của bạn Trinh. Xin mời. $22 triệu. Vâng, và anh Dũng đưa ra một mức lương 23 triệu là vừa đủ đẹp, vừa đủ khéo mà lại vừa hay với lại cơ hội vàng. Xin chúc mừng sếp Dũng và xin chúc mừng Vĩnh Trinh. Một nút cơ hội vàng đã được bấm và đã được chốt deal thành công. Xin chúc mừng anh. Cảm ơn em. Sau đây chúng ta sẽ đến với nghi thức ký thỏa thuận hợp tác giữa sếp Dũng và Mỹ Trinh. Xin mời. Vì mình biết là cái cơ hội vàng ấy chỉ được bấm một lần, dành cho ứng cử viên mà mình thích, và thứ hai là dành cho trường hợp mà có nguy hiểm cạnh tranh. Thì sếp tiến bên cạnh mình, bao giờ sếp cũng để mọi người nói hết, xong bắt đầu sếp mới tung offer của mình ra. Khi đấy mình mới hỏi bây giờ có bấm được nút vàng không, và có, tức là bấm để cho sếp tiến không nói được nữa, không tung offer nữa. Thì nếu mà mình bấm chậm thì có thể bạn ứng cử viên bạn sẽ lung lay, nhưng mà mình nghĩ bạn ấy về bên mình chắc cũng không thiệt thòi đâu. Mỹ Trinh là một người đầy năng lượng, rất trẻ và rất chịu khó và rất là quyết tâm và có một cái sự lì lợm nhất định trong kinh doanh. Đấy là những yếu tố, những cái tố chất rất là phù hợp, và mình hy vọng mình đã tìm được một cái mảnh ghép trong công ty phù hợp với sự phát triển lâu dài của công ty. Hiện tại thì tôi cảm giác là đang rất là vui vì mình đã có được sự lựa chọn nhanh chóng với một vị sếp mà mình đánh giá là ở vị trí công việc đó mình có thể làm được nhiều cho doanh nghiệp. Thì hy vọng là trong thời gian sắp tới thì với vị trí mới tôi có thể có được những bước tiến xa hơn trong cái nghề nghiệp của chính bản thân mình. Rất tuyệt vời, chúc mừng em. Và xin mời anh xuống chia sẻ niềm vui này với lại các sếp. Xin lỗi sếp Tiến nha, nào để sếp đừng buồn. Dạ. Chúc mừng em. Cảm ơn sếp. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Hãy đón xem Cơ hội cho ai mùa năm phát sóng vào lúc 20:30 thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV3 và 21:30 trên kênh YouTube Alo Media Entertainment.